Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Cát Tường và em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Lê Quang Châu, năm nay em 29 tuổi, em sinh ra và lớn lên và bây giờ cũng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Châu làm việc gì Châu? Dạ, có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng, nghề mình đó với bảng đen phấn trắng. Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng, mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương. Dạ, em đang làm giáo viên ạ. À, dạy cấp mấy Châu? Dạ em dạy cấp 3, em dạy môn vật lý. Mời bạn gái. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và em xin chào toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm rồi, nay. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi, 26 tuổi, hiện tại em đang là trợ lý phó giám đốc của công ty tài chính và đồng thời buổi tối thì em có dạy thêm cho các bé trường quốc tế. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định nhưng hiện tại là em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Có cái tật xấu gì không? Mặc dù là em sinh ra ở biển nhưng mà em nhạt lắm, em nói khá là chậm nên là nhiều khi làm cho người ta cảm thấy là hơi nhàm chán đó chị. Nên là có tiết tấu lên, lúc nhanh lúc chậm lên xíu, đều khi nó buồn ngủ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bên kia em nói chậm nhưng mà em giọng em dễ thương thì nghe rất là dễ chịu, đừng có lo lắng điều đó nha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi, thế còn bạn trai thì sao? Em biết lắng nghe. Khi mà có ai có vấn đề gì thì nói với em thì em rất là nghe và cũng chia sẻ với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi lười. Từ nhỏ lớn thì em cũng đi học, xong ra trường em đi làm. Em cũng ít biết làm chuyện nhà lắm. Chỉ có khoảng thời gian gần đây thì em cũng mẹ cũng phải tập cho làm công việc nhà. Với thứ hai nữa là em không có biết cách để mà bộc lộ ra hay là nói ra cho cái đối phương người ta hiểu. Thầy giáo dạy vật lý mà cấp 3 là các học sinh là 17, 18 tuổi hết trơn rồi còn không ai để ý thầy hả? Dạ không đâu. Chỉ có tưởng rồi, tại vì lên lớp cũng nghiêm lắm. Có trải qua mấy mối tình rồi dâu? Dạ em có 3 mối tình. Nếu mà mối tình dài nhất là cái lúc mà em đi học đại học á. Năm 3 là em có quen bạn đó. Bao lâu? Bạn này 2 năm mà. 2 năm. Vậy thì tới lúc mà ra trường xong cái thì em đi làm. Tức là còn bạn đó thì vẫn chưa có xin được việc làm mà quê bạn ở Long An á. Bạn đi về quê. Có những cái chuyện mà ví dụ mình cãi chút xúc thôi mà không có cái cơ hội đi gặp mặt để mà giải thích á. Cái rồi thành ra cái thôi. Bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua chính thức là một mối tình. Một mối tình. Dạ. Bao lâu em? 2 năm mà. Chắc có lẽ là mỗi người đều có một cái định hướng riêng. Và em không có nằm trong định hướng của bạn ấy. Bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình ưa nhìn là được. Với lại là bạn nên chủ động một xíu. Tại vì dù sao em cũng là con gái. Với lại đừng lăng nhăng. Cái em có bảo người lý tưởng mình như thế nào không? Hay là những cái điểm nào mình không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích ở con trai đó là gia trưởng, không chung thủy. Rồi. Dạ, và không hút thuốc. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ không à. Không, thầy giáo thì cũng rất là mẫu mực, bên đó yên tâm đi ha. Mẫu người bạn gái cần tìm của thầy giáo là gì nè? Bạn đó biết nghe, biết chia sẻ và biết tôn trọng mọi người trong các mối quan hệ. Dễ quá, nãy giờ anh thấy bên đó khó hết rồi đó. Em đừng có ngại chia sẻ thôi, em chia sẻ thì người ta sẽ chia sẻ. Đâu? Mình là nam mình phải chủ động. Rồi, dạ, chào em. Thầy giáo ha, rất là lịch sự, tươm tất. Mình có dự kiến khi nào tiến tới hôn nhân được không thầy? Dạ nếu có thể thì cứ cho nhau 1 năm để tìm hiểu là được. Một năm tìm hiểu. Mình sẽ sinh sống ở đâu? Kết hôn thì ở với nhà em. Hiện tại mình đang ở với ba mẹ. Dạ nhà em chỉ có ba mẹ với một bé em gái thôi. Nãy giờ thầy hình dung cô gái bên này như thế nào? Em không ngoại hình thì chắc em không biết, nhưng mà em nghe bạn chuyện gì mà chia sẻ thì có lẽ bạn cũng khá là khéo léo trong các mối quan hệ. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái của mình? Dạ đó là nói nhiều quá. Nói nhiều. Dạ không nói nhiều mà vui, không nói còn thí dụ có một chuyện mà cứ lặp đi lặp lại á mà mệt lắm. Dạ chị nghĩ là cũng cặp đôi này cũng xứng đôi đó. Ăn thua là cái cảm nhận hai bạn khi mình nhập nhau đó. Em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Cao khoảng mét mấy nào? Em hơn mét 7 rồi đúng không? Dạ chắc cỡ mét 6 trở lên được rồi. 6 trở lên, da trắng như em không? Dạ không, da sao cũng được. Thầy da sao cũng được đúng không? Dạ. Để anh coi mắt đàn gái coi sao nha. Ô, dễ thương. À, em, trời ơi, tao nói dễ thương hết mức luôn. Trắng tươi, tao trắng tươi luôn nha. Trắng gì mà sắc. Em gái, nếu bây giờ mà hai bên đồng ý bấm nút hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể mở cửa cho anh ấy bước tới? Không quan tâm vấn đề thời gian. Ừ. Chủ yếu là bạn ấy có chân thành hay không thôi. Đúng rồi. Em có mạnh dạn, nếu mà mình người mình yếu thì mình chia sẻ, đâu có gì đâu ngại. Chủ động luôn, được không?
chủ động mà ngày một ngày hai thì có thể chứ, mình con gái mà anh, dù sao mình cũng cũng nên con gái, nhưng mà lúc đó chưa quen. Còn nếu mà đã quen rồi mà đã xác định rồi thì mình cứ chủ động luôn cũng không sao. Dạ. Thậm chí mình gọi là nắm hết luôn, được không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em với là bạn của em. Em ruột á hả? Dạ em ruột em. Chị coi em của em coi. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào anh và chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em là Diễm Mây, em gái của chị Chi ạ. Trong gia đình thì Chi rất là hiền và rất là yêu thương mọi người trong gia đình. Không phải là chị Chi nhạt đâu, nhưng mà chị Chi kiểu như là nhạt một cách rất là dễ thương, rất là chân thành á. Chứ không phải là kiểu như thiếu muối nhưng mà mọi người vẫn thường nghĩ. Em mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội thôi. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ anh em đi với gia đình của em ạ. Đâu? Là gồm có mẹ với em gái rồi cô và Dượng. Chào cả đại gia đình. Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Mẹ thấy cô gái này cũng dễ thương. Nãy giờ thấy em gái, rất là rồi, xúc động ha. Dạ, em xin chào hai anh chị MC. Em là cô của Châu. Xin chào bạn gái bên đây. Thì nói về nhận xét ban đầu của cô đối với lại bạn gái thì bạn là có một ngoại hình rất là dễ thương, trong cái lời nói rất là điềm đạm, rất là dễ thu hút được người khác khi mà tiếp xúc với bạn gái này. Cô nghe cái giọng nói là rất là thu hút. Và em nghĩ là điều mong muốn nhất của chương trình đó là một cái kết viên mãn giữa hai bạn. Xin cảm ơn. Anh Châu, Châu nãy em biết sao rồi, mẹ em biết em gái hả? Mẹ với em gái em khóc không? Dạ biết. Mọi người nhà em ai cũng thương nhau hết. Mà từ nhỏ thì em được thương nhất nhà. Thấy nãy giờ em gái với mẹ rơi nước mắt mấy lần rồi đó. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nữa, hạnh phúc nhiều hơn nữa nha Châu nha. Cố lên nào. Rồi mở rào. Không gian này là của Châu đó. Mạnh dạn lên em. Tặng em một vòng. Dạ em cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Đồng thời em cũng có món quà tặng anh. Có một cái câu mà em rất thích, đó là nếu như mà mình không thể thay đổi được sa mạc thì mình hãy biến thành sương rồng để thích nghi với nó. Cảm ơn em. Dạ. Hay quá. Rồi hai bạn ngắm nhìn nhau đi. Dạ thì nhận xét thì bạn nữ rất là hiền và rất là xinh, da rất là trắng. Xem bó hoa ảnh có gửi theo cái thiệp đó là cái gì? Dạ. Dạ em dạy vật lý cho nên em cũng có một bài thơ về cái chuyên môn của em. Gửi em cô gái nhỏ, anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ. Anh bối rối lạc vào miền cực lạc. Miền lực lạ. Miền lực học, lạ. Ta dạy vật lý em à. Ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương. Miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối. Điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời dạ. Ơi đọc ra thơ anh thấy nghe lạc vô miền cực lạc, anh giật mình. Dạ, tại cái để bạn Nam đọc lại cho nó hay đi. Ta để đọc có sao mà lạc gì mà ta ra thành cực lạc luôn kìa. Dạ tại cái danh từ chuyên môn nó tránh cái nhiều, từ cực nên... lạc nha. Anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ. Anh bối rối lạc vào miền lực lạ, ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương. Miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời ơi thầy dạy lý tặng đó. Tặng liền đem qua tặng liền. Thầy dạy vật lý mà tôi tưởng thầy dạy văn chứ. Cái này mà mấy cô học trò mà nói không để ý thầy tôi không có tin đâu thiệt luôn á. Không, nhưng mà em hạn chế tiếp xúc à. Dạy mà hạn chế tiếp xúc là dạy sao dạy? Dạ tức là dạy hết giờ rồi mình đi về thôi à. Chứ cũng không có làm gì hết. Về nhà thì cũng lo trong nhà rồi ngủ. Em mê ngủ lắm. Cho nên em mới mập dữ vậy. Anh có thích đi du lịch không? Dạ thích lắm. Nhưng mà đi mấy lần không có vui. Sao vậy? Nói chung là cũng có một lần đi xong cái về cái bị người yêu chia tay. Cho nên buồn quá tới giờ luôn. Thôi đừng nhắc người yêu cũ nữa. Dạ, dạ xin lỗi em không. Nhưng mà nếu mà hy vọng nếu mình có cơ hội hôm nay mình nhấn nút thì tới Giáng sinh này anh hy vọng là sẽ được mời em đi qua sim chơi. Hy vọng lần này nó sẽ vui.
Dạ em cảm ơn anh. Em thích ăn lắm. Cuối tuần á em cũng rảnh, tại vì là hồi xưa là em hay đi với em gái em, với bạn thân à. Mà bây giờ thì em trai em là sắp có vợ, em gái em với bạn thân em cũng có người yêu rồi, nên em toàn đến mình ơn không à. Nên là em hy vọng là anh sẽ dành chút thời gian với em. Gì ăn uống anh giỏi lắm, không có gì đâu. Anh ăn cái gì anh ăn cũng được hết. Bớt tập thể dục cái kìa, cái bụng kìa. Dạ mập. Đâu sẽ gặp nhau nói chuyện ăn uống không vậy? Tao có 2 phút tao vô chuyện tình yêu đi chứ. Dạ tại hồi đó con có coi hài của chú Dân Sơn. Dân Sơn đó là cái con đường ngắn nhất đi đến trái tim người phụ nữ là phải đi ngang qua cái bao tử trước. Dạ. Hai người này giọng nói giống như ru ngủ nhau, nhẹ nhàng dễ sợ. Giả sử như khi quen nhau đi chẳng hạn thì anh có thể chủ động hơn một xíu được không? Tức là bây giờ anh khó có thể thay đổi, nhưng mà anh có thể dần dần thay đổi được không? Cuối tuần thì anh cũng sẽ chủ động nhắn tin hẹn em, chứ không để em hẹn anh, chắc chắn luôn. Dạ. Chỉ cuối tuần mới nhắn tin thôi hả? Còn trong tuần là nín. Dạ không, hẹn đi thì mình dạ, chủ mình phải thăm hỏi mỗi ngày chứ em ha. Dạ có, chị sợ bạn không có thời gian đâu, tại vì bạn làm trợ lý thì chắc thời công việc người ta không có thời nhiều. Gian nhưng mà người ta vẫn muốn mình quan tâm, khi nào người ta rảnh người ta sẽ xem. Dạ tại em sợ nhiều khi nhắn tin nhiều quá ta thấy phiền, em ngại lắm, tính em hay ngại lắm. Dạ. Không anh đừng có ngại cái vụ đó, em không phiền đâu. Dạ. Dạ được rồi. Anh cứ hỏi anh đi. Dạ. Nói ăn thì nói ào ào. Nói yêu tình yêu thì ngồi im ru và rầu. Ví dụ như mà giờ mình tìm hiểu mà cảm thấy mình hợp á, 1 năm sau mình kết hôn được không? Được. Rồi lúc đó em muốn ở riêng hay là muốn ở với ba mẹ? Thực ra em không quan trọng điều đó. Chủ yếu là hai đứa cảm thấy là như thế nào là thoải mái nhất là được. Quan điểm của em là cho đi thì sẽ nhận lại. Nhà ba mẹ cũng không có khó khăn gì, cho nên là nếu em về gia đình anh thì mọi người cũng sẽ rất là vui vẻ. Và mẹ thì rất là thương anh, cho nên cũng sẽ rất là thương con dâu, cho nên cũng không có bắt em phải làm dâu cực khổ gì đâu. Mình tiến hành bấm nút đi. Rồi. Cặp hồi nãy thì dễ cưng, cặp bây giờ thì dễ thương. Mình bấm nút là mình cho đi cái duyên để tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Thầy giáo rất là rung, rung lắm. Thầy giáo mà rung dữ lắm. Thôi nắm tay nào, rung cái nào bấm nút lẹ quá. Rung thầy giáo rất nắm là tay rung. Tay nhau đi hai bạn. Thủ tục. Bởi mình bấm nút bằng trái tim thì mình phải chứng minh bằng nụ hôn. Yeah. Đừng có rung nữa, có anh kế bên nè. Thầy sắp xỉu rồi. Xin phép xin phép em gái, xin phép bạn với phép chị. Thôi